cái gì đấy, 50 Archer, 12 Giant, what? Đánh 3 tàng hình, 5 set. Ôi dồi ôi, hai thần chú thu quân. Ô, mà lại có 3 Heisler thôi à? Cái gì đấy? 50 Archer, 12 Giant, what? Đánh 3 tàng hình, 5 set. Ôi dồi ôi, tất cả các giải này đều không tham mất phí tham gia đâu sếp. Ôi dồi ôi, càng 50 cung. Ôi dồi ôi, khí cầu chiến này, con gì ở trong khí cầu chiến đây ta? Giải đánh combo dị sáng tạo mà bay Inferno, bay Xbow. Rồi, tới luôn. Super Wizard đúng không? Úi trời. Ôi trời. Tìm quá nhờ. Rồi, nửa bản đồ rồi đấy. Nhìn vậy chứ nửa bản đồ ra đi rồi. Valkyrie bắt em Royal Goblin hay thật. Ở có Valkyrie ra quay tay cái là bay hết Goblin luôn. Xử lý Ice Golem nào các em. Đây thổi gió vẫn đang thổi. Giant cung. Dị thật đấy chứ. Đúng là Cloud. Phía bên này là đầu tư kinh với cả là Golem để cắt phía dưới này. Rồi Champion cũng vào việc này các bạn này. Và tấn công rỉa dần đại bàng. Đúng, hợp lý. Bắt đại bàng rất hợp lý. Sử dụng Sneaky Goblin để bế những cái kho ngay cụm từ phía ngoài. Đại bàng đã bay màu rồi. Rồi Champion đang vô ạ. Hay quá nhờ. Rồi khả năng lại 3 sao rồi. Nghi lắm, nghi lắm. Vâng, tướng chưa gồng mà. Còn 3 tướng chưa gồng trong tơn đánh này cơ mà. Ôi trời ơi. Ừ, thả like thả team đẩy view lại anh em tặng bông thôi chứ idol lại phải 3 sao rồi. Idol lại phải 3 sao rồi. Khả năng chấp luôn cả lính. Đánh như thế này có khi lỡ ngớ xếp chấp luôn cả lính. 10 điểm. Trượt làm sao được. Vâng, làm sao mà trượt được. Tình hình như thế này trao giải luôn cho sếp cho nó nhanh. Chịu đấy. Sao có thể khét đến thế nhỉ. 50 cung 12 giant. Chụp nào sếp. Cái gì đấy, cái gì đấy. Golem Wizard à. Đánh vừa đi Queen vừa có thần chú thu quân à. Đấy. Một pha bật đồng quần nhau quá là hợp lý luôn. Đúng rồi, mất tiền mạng là phải coi những trận như thế này nó mới hợp lý. Và đại bàng chuẩn bị bay màu luôn nào. Ô, thu Queen. Bắt được luôn, Inferno nhiều tia không? Vẫn đang còn kìa. Vẫn đang còn đây. Cảm ơn sếp Thành 8 tờ lịch nha. À, đầu tư Sneaky Goblin để ăn khu vực nhà chính và chuẩn bị có thêm một bình tàng hình nữa. Bật lava nào sếp. Cảm ơn sếp NB tặng bông nhá. Rồi, Sneaky Goblin đã ăn tốt được khu vực nhà chính này. Rồi, hợp lý. Tiếp tục đánh còn lại sẽ như thế nào đây. Vâng, chào tất cả gần 800 anh em đang xem nhá. Những giải đánh sáng tạo này không phải lúc nào chúng ta cũng được thấy đâu. Úi trời. Mình không làm thầy ai cả, làm ơn đừng có gọi mình là thầy nhá các bạn. Tớ ghét ai gọi tớ như vậy lắm. Làm ơn. Chẳng phải học sinh, chẳng phải thầy ai đâu. Không hay đâu.
bật gồng King giúp đỡ gái, bật gồng luôn cả Queen. Đúng rồi, Headhunter bắt King rất tốt trong trường hợp này. Giống King Balloon quẩy đi nào. Trận này khó, trận này đại bàng sẽ bắt. Đại bàng với cả pháo này đá rất nguy hiểm. Xong rồi. Không ổn rồi đúng không? Pháo này đá to như con voi thế này mà. Ăn độc dược luôn rồi. Cố gắng lấy thêm 1% pháo gì thôi. Đại bàng bắn chùa từ đầu đến cuối luôn này. Rồi. Như vậy là Mammoth đi xa rồi. 84% rồi. E-O. Đứt rồi bạn ơi. Chào tất cả các bạn mới vô nhá. 18 Rocky Balloon. Này mới cả 2 Ice Golem. Thế nào đây? Giải này là 2.500 đô các bạn. Chào anh em mới vào nhá. Phá tường tốt. Cannon không bắn được đâu. Cái phóng lửa đứng lấy đà hơi bị lâu đấy. Đã xong thanh niên kinh. Tiếp tục bơm cuồng nộ. Hợp lý, hợp lý. Chào tất cả 800 anh em đang xem nhá. Xem cho cái like và chia sẻ luôn nhá. Xem nào mà chưa follow nhớ follow em nha. Đúng rồi. Tạo hình bơm ngay mình cuồng nộ này. Được. Pha đóng băng chuẩn chỉ thật. Pha đóng băng rất uy tín đến từ Fuji. Thế thằng tôi ai ăn đúng cái vật nhảy bữa thật, lắp cái bầy đúng bữa luôn, vừa xoáy vừa bật nhảy mất hết thằng tờ và đã phải bật dùng Queen ở đây rồi. Dồn rất nhiều Rocky Balloon vào ca này, ngược cái thôi gió đang rất khổ. Trời ơi, bịt máy bắn đá chưa bịt được cái tủi gió càng thế chứ. Đang còn hot thủng đường, bạn vẫn đang cất dành một bình đóng băng chưa thấy xài. Ở cái này thì để Cloud gánh cho. Ấy giời, ca này là ca này Cloud bảo là tôi để tôi gánh cho, khổ thật sự. Ui rồi ngồi luôn. Ô vẫn 90 đấy, 91 này. Thế còn băng xếp cầm về uống à? Rồi tới luôn, cầm băng về uống thật rồi. Hai thần chú thu quân. Ô mà lại có 3 Hisler thôi à? Dị đấy, dị đấy. Cảm ơn sếp quốc trung tặng 20 bông nhá. Ôi giời ôi luôn ạ. Một 2 thần chú thu quân mà lại có 3 con Hisler. Căng thật sự. Tàng hình ớ. Ô của ai chờ mà lại còn bơm Whistler nữa. Ấy rồi, đã thu quân một góc rồi, tới luôn. Bơm cuồng nộ bắn tỉa tiếp kìa. Mù dị thật. Rồi sang bên kia bắt mày bắn đá tiếp. Rồi sang bên này bắt mày bắn đá tiếp này. Queen. Ấy. Rồi bạn ở đâu?
Hay thật chứ. Cách đánh rất hay. Bạn thu rồi, bạn chưa thấy mang ra để đánh tiếp. Ảo lòi luôn. Thật không thể hiểu được. Tớ vẫn mong đây là một trận thi đấu 3 sao đẹp dành cho Checo. Rồi, rồi như vậy là đưa ai chờ bắn ở khu vực góc hướng 9 giờ. Kinh đã bật gồng, xe phóng gỗ, sắp thủng rồi. Thủng rồi, Jetty vào múa đi, đúng rồi. Jetty vào múa nào, bật gồng hoàn giáo cho Jetty với cả Queen các thứ. Bây giờ vẫn đã còn một bình cuồng nộ nữa. Và hai băng trong trình huống này. Đóng băng cụm nhà chính ngay. Rồi, champion hỗ trợ cho Kinh. Úi xồi, bật gồng Queen để ăn nhà chính chưa. Tốt luôn ạ. Còn Roy Champion ở đâu rồi nhỉ? Inferno nhiều tia, bạn đang bị vô hiệu hóa. Hitler chuyển sang bơm cho Queen. Ui xời. Cái này mới gọi là sáng tạo chứ. Bán kết của người ta đấy. Roy Champion bật gồng. Hay thật sự các sếp ạ. Đóng tiền mạng nó phải xem trận như thế này. Vâng, hai thần chú thu quân. Đỉnh thật. Đúng. Ủa, tất cả các loại quân và bánh bảy rơi à? Lại là Cloud. Lại là Cloud. Tất cả các loại quân. Ôi trời ơi, bán kết rồi. Đây là bán kết rồi. Quản giáo bật gồng là chết. Đúng rồi. Tất cả các loại quân mà đánh 7 bình rơi. Kết thật. Hàng hình ơi. Con gì ở trong đấy nhỉ? À, Sneaky Goblin. Combo tạp với Lu. Bình tĩnh, chúng ta phải bình tĩnh để xem trận này như nào. Vâng, pha xử lý bằng bình độc. Rất nhiều goblin. Rất nhiều goblin đang đến bế em Queen đi. Và ăn độc toang hết. Rồi, tới luôn ạ. Để xem. Pha này sẽ như nào. Trận này hay thật. Trận này rất hay đấy. Rồi, champion có đầu tư cả King luôn. Một binh nhảy dành cho King. Nhưng mà không cắt đẹp thì nó không vào. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Bạn sẽ sử dụng tướng nhiều đấy. Nói chung là ăn xong được khu vực nhà chính rồi là ngon rồi. Rồi, champion vẫn sốc. Em Queen vẫn đang còn thở đấy. Và bắt được đại bàng trong ca này thì mới đúng hoàn cảnh. Mình chưa bật gồng cơ mà. TT hỗ trợ kìa. Bật gồng để ăn nốt Inferno nhiều tia còn lại. Đụng được cây thổi gió. Jetty bắt đầu vô việc. Úi xoay, em Queen bị vâng vào đất nó bắn. Chạy. Ôi xoay, tàng hình bung lên thì Queen nó chạy. Hay. Chạy thì nó thoát được khỏi tầm ảnh hưởng. Ủa, bay rơi vào góc 3 giờ. Mối nguy hiểm chỉ là trụ Wizard ở bên này thôi. Wizard đã bị Ice Golem dụ rồi. Hay quá. Vâng, lava vào để đỡ cái Air Defense không bắn vào những em rơi. Về cả với cả Electro Titan tiêu diệt được trụ Wizard. 3 sao dành cho Cloud và đang còn 2 băng không xài. What? Băng tiếp. Chín à. Đỉnh vậy cái tháp tàng hình nó bung. Oh, ấy. Cái thật kinh gánh tim. Kinh gánh tim rồi.
Tiếc thật. Kinh gánh tim. Đỉnh thật đấy chứ. Cảm ơn sếp Hồ Chí Thoại. Cảm ơn Huỳnh. Cảm ơn Thành đã tặng bông nhá. Và đây là combo mà nó có Super Barbarian đi kia quản giáo và có thần chủ thu quân. Kinh chả cần làm gì, chỉ cần đứng đấy cũng được. Gặp thật. Ghét như zombie. Úi dồi ôi, trận này đánh 15 Headhunter à. Ôi chào Trường Giang nhé. Ui giờ mới để ý thấy 15 Headhunter ạ. Ô là trời. Căng. Thu quản giáo để cho Hitler chạy bên kia hỗ trợ em Queen. Căng thế nhờ. Tính toán là như thần. Chỗ này không có bom bẫy. Đây là giải đánh độc lạ mà, giải đánh sáng tạo mà. Nhìn mốt anh em nhớ cho cái like chia sẻ nhá. Thả tim luôn cho nó phấn khởi nào các bạn ơi. Tiếp nằm chưa follow em, nhớ follow dùm nha. Nhớ cho nó chất chơi giờ. Độc dược, ít bầu các thứ. Xem này nó mới đã. Xem cuốn hơn giải thế giới. Cái này nhiều combo lắm. Mà đây là bán kết rồi. Ngày mai có một trận bán kết nữa. Úi dồi ôi, 15 Headhunter bật gồng. Bật gồng cho 15 Headhunter chạy vào nó diệt tướng kia kìa. U là trời. Bế em Queen luôn. Ừ, Headhunter có nhiệm vụ như thế thôi. Máy khoan chiến tranh đang hỗ trợ em Queen. Tàng hình Queen. Có cute luôn với cả là Jetty. Ôi chồng ơi, mất Queen rồi, mất Queen rồi. Pháo này đá nó bắn Queen như thế này chỉ có tím thôi. Cả này không ổn cho sếp rồi. Giờ người này cuốn hơn cái trận khác nhiều. À, cái trận của Lào thế mà tạch. Tiếc thật. Tớ vẫn tiếc tạch bằng tất cả các loại lính của Lào. Ô, Queen vẫn đang còn thở này. Tầm này Queen vẫn đang còn thở. Ô, hết giờ. Rồi xong công chuyện rồi. Một sao thế này thì thôi rồi. Rồi, chậm nhà chính rồi. Độc lạ rồi. Độc lạ chết cô rồi. Nhà chính còn đúng 2 hit nữa thôi. Xong. Rồi, úi dồi, 45 cung, 45 chém. What? Cái gì vậy má? 45 cung, 45 chém. Lính lại còn phải sử dụng thuốc sức mạnh như chứ rồi. Ăn xoáy rồi. Ôi trời ơi. Ăn xoáy rồi. Rồi nào. Độc lạ Navi. Cảm ơn sức Trường Giang tặng nước hoa nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Bình tĩnh. Rồi, ăn được info nhiều tia máy bắn đá luôn. Bắt đại bàng. À, bắt em Roy Champion của đối bạn. Ô kìa. Super Miner ở đâu ra đây? Lính chủ nhà của đội bạn à? Ồ. Cảm ơn sếp Trường Giang tặng nước hoa nhá. Và như vậy là pháo đầy đá không mất. Nhà chính vẫn đang còn. Bạn có lẽ là tính để cho Super Archer bắn phá được nhiều hơn đấy. Xuyên được vào trong nhà chính không? Trận này mà chấp nhà chính nữa thì mình gọi là kịch tính hả? Rồi, Barbarian bắt đầu vào.
Ice Golem có này, đầu tư tiếp pha phá tường các bạn. Rồi một Golem bình thường ở đâu đây? Ừ. Nhiệm vụ King Queen vào để ăn khu vực nhà chính đấy. Bắt đầu thả hết những em cung chém còn lại. Rồi tới luôn. Nhà chính vẫn chưa bung đấy bạn ạ. Gồng Queen, đúng rồi. Gồng để ăn nhanh, không nhà chính nó đốt chạy những em lính ở khu phía ngoài. Ôi trời, Phượng Hoàng bay màu luôn rồi. Rồi Champion Thảm Tờ chạy vào bắn luôn. Cả này bạn vẫn đang cố gắng. Nếu như vậy là được tỷ lệ phần trăm phá hủy tốt đấy chứ. Chín x đây. Ôi rồi vẫn kịp xiên ngay máy bắn đá một hit. Rồi ba em này sẽ như nào đây? Ơi 91%, 13 Rocky Balloon, 10 Minion, 3 rơi 2 tàng hình. Đúng rồi. Ôi. Ủa chiếc có nhầm không? Sao có 2 cái tàng hình rồi chỉ ăn được cái pháo đầy đá thôi à? Ừ. Như vậy là đã bắt được đại bàng luôn rồi. Pháo đầy đá luôn rồi. Canada thật đấy. Nào nó càng chết nhá. Xe phòng hộ bộc luôn mô tà này, lục luôn cái ít bầu rồi. Nguy hiểm. Bắt nốt mày bắn đá. Tối nay toàn siêu phẩm ảo luôn. Tiếc cho Cloud. Kinh với cả là quản giáo đang kẹp ở khu vực góc hướng 6 giờ đi vào. Thằng Queen liệu có đục được hết khu vực nhà chính không? Ừ, trời. Căng ở đây. Nhà chính đây, đừng có chấp nhà chính thêm tập nữa bạn ơi. Rồi, tới. Tới luôn. Nguy hiểm thật rồi. TT cho khu vực nhà chính nhưng mà vẫn chưa yên đâu. Queen. À, hoàng Queen rồi, chấm hết rồi. Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông. Bạn đi xa lắm. Vẫn đang nỗ lực từng giây từng phút. Bắt được máy bắn đá. À, không kịp rồi. Vẫn không ổn cho sếp ấy rồi. Lại là một trận đấu 9x. Ai giời ơi. Hơi đen cho Mammut rồi. Cảm ơn sếp Hiếu này tặng em cái mic nhá. Cảm ơn sếp rất nhiều. Đứt hẳn rồi. 95%. Chấm hết. Dành cho Mammut. Oh no. Xin chúc mừng chiến thắng đến từ Navi. Hơn tỷ lệ phần trăm phá hủy ở trong trận vua này. Uy tín 75,6 và đội bạn chỉ là có 70,6 thôi. Quá nuột luôn. Ở trong đó Cloud này. Một trận 100, một trận 96. Đấy xời. Không, chỉ đánh thế thôi. Ngày chiến đấu đã hết giờ rồi mà.
Các sếp nào mà múc vé vàng này, gói gem hay những gói ưu đãi trong cửa hàng mà các sếp bị lỗ quốc gia, anh em cần tư vấn cách khắc phục thì cứ liên hệ fanpage Akari Gaming của mình với hơn 143 người theo dõi Facebook hoặc là bio TikTok để được khắc phục lỗ quốc gia nha. Sếp nào tự nạp được, anh em nhớ nhập mã Akari ủng hộ nha. Đây là cách anh em ủng hộ tớ và Supercell sẽ người trả lương, động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Cảm ơn các sếp rất nhiều nha.